Trường Giang tiết lộ địa điểm tổ chức lễ cưới của Puka Jin Tuấn Kiệt. Sau màn cầu hôn gây xôn xao mạng xã hội, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới được diễn ra vào tháng 11 tới. Hiện những thông tin xoay quanh ngày trọng đại của cặp đôi đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây tại sự kiện ra mắt game show cuối tuần tuyệt vời, nghệ sĩ Trường Giang đã bất ngờ chia sẻ những thông tin xoay quanh lễ cưới của cả hai. Theo đó, Trường Giang cho biết anh mệt với cặp đôi Puka và Jin Tuấn Kiệt tôi mệt hai đứa nó lắm đám cưới hai đứa mà khiến cuộc đời tôi xáo trộn cái gì cũng kêu cái gì cũng hỏi tôi cả mà mọi người biết đám cưới của hai đứa tổ chức ở đâu chưa trường giang đặt ngược lại câu hỏi đám cưới này tổ chức ở một khu gần sân bay mà sân bay này ở một thành phố biển mà đà nẵng thì xa quá tôi nói thế thôi trường giang hé lộ Hai đứa dễ thương lắm, bảo với tôi có mặt đã là một món quà quý báu rồi, không cần phải phong bì quà cáp vàng vòng gì đâu. Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi với anh chị em nghệ sĩ rằng, hai cháu nói như thế nên anh chị em nghệ sĩ cứ đến ăn uống rồi về, không cần phải quà cáp gì cả. Trường Giang hóm hình chia sẻ. Những thông tin được Trường Giang chia sẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm của netizen, đặc biệt là các fan của cặp đôi Puka Jin Tuấn Kiệt. Hiện netizen vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức từ cặp đôi. Puka to tiếng với Jin Tuấn Kiệt khi tập làm ba mẹ, chăm sóc 8 em bé. Puka Jin Tuấn Kiệt là hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò đội trưởng đội Hồng chương trình chiến binh tí hon. Puka và Jin Tuấn Kiệt đồng hành tập luyện thi đấu và vô số hoạt động khác cùng tám em bé. Puka và Jin đã có những chia sẻ về cảm xúc và trải nghiệm của cả hai khi lần đầu tham gia một chương trình với vai trò đặc biệt. Nếu như Puka cảm thấy hào hứng thì Jin lại hài hước cho rằng mình được hồi xuân, quay về thuở ấu thơ trong suốt hành trình chiến binh tí hon. Mặc dù cũng là những người lớn rất yêu trẻ em nhưng trong cuộc sống thường ngày, cả Puka và Duyên Tuấn Kiệt chưa bao giờ phải chăm sóc em bé trong một khoảng thời gian dài. Bởi vậy đây chính là thử thách có 102 dành cho hai đội trưởng khi họ phải đảm nhận một lúc tám em bé, luôn trong trạng thái nhiều năng lượng, vô vàn câu hỏi và không ít sự cố hi hữu giờ khóc giờ cười. Mặc dù không dễ dàng nhưng Puka và Duyên Tuấn Kiệt rất tự tin và dành nhiều thời gian để tìm hiểu và khám phá tính cách, năng lực của từng chiến binh tí hon trong đội hồng. Theo lời hai đội trưởng, đội Hồng là tám em bé nhỏ xíu như nhau và nhiều bé gái, có thể không sở hữu vóc dáng vượt trội nhưng tinh thần và ý chí không hề thua kém hai đội còn lại. Bản thân Puka cũng luôn dặn dãy các bé phải bền bỉ cố gắng không bỏ cuộc. Trong 33 ngày đồng hành cùng tám em bé, Puka thừa nhận có lúc to tiếng với Jin Tuấn Kiệt vì đang trong trạng thái tập trung cao độ, khiến cô rất căng. Nếu như không phải là Jin thì Puka cũng sẽ lớn tiếng với đồng đội khác. Mặc dù vậy, Puka và Jin Tuấn Kiệt chưa bao giờ giận nhau. Hai đội trưởng chia sẻ đến với chương trình puka cũng không ngại liều lĩnh thử sức với những môn thể thao mạo hiểm như siếc cổ vũ khiến cô chẳng ít lần gặp phải chấn thương một trong số những lần bầm dập là do duyên tuấn kiệt đem đến puka hài hước tiết lộ duyên chính là chiến thần tai nạn khi được hỏi về việc sẽ nuôi dạy con như thế nào trong tương lai duyên tuấn kiệt bất ngờ bối rối ngượng ngùng khi nhắc tới hai chữ làm bố hành động quay sang hỏi ý đồng đội của anh chàng khiến puka bất ngờ và ngượng ngùng sau khi lấy lại điềm tĩnh duyên cho rằng mình sẽ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau làm bố làm anh chị mẹ ông bà bạn trong nhiều tình huống để con hiểu được về cách ứng xử. Trong khi đó Puka lại không ngần ngại trả lời, cô muốn là đôi bạn cùng tiến với con và không nên dùng đòn roi để dạy con. Chiến binh tí hon được phát sóng vào lúc 20h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 kể từ ngày 11 tháng 9. Duyên Tuấn Kiệt đọc lời hứa trước hôn nhân trong lễ ăn hỏi với Puka. Theo Duyên Tuấn Kiệt, những lời hứa này sẽ nhắc nhở anh làm tốt vai trò người chồng, người cha trong cuộc sống gia đình. Hôm nay đám hỏi của Duyên Tuấn Kiệt và Puka đã diễn ra tại Đồng Tháp. Nơi quê nhà Puka, trong đám hỏi, Duyên Tuấn Kiệt đã đọc to lời hứa trước hôn nhân gồm những điều khoản do chính anh suy nghĩ và viết ra từ nhiều ngày trước. Nội dung lời hứa trước hôn nhân của Duyên Tuấn Kiệt gồm Tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em. Anh không thể đưa em đi đến cung trăng nhưng có thể cùng em đi vòng quanh thế giới. Em chỉ cần xinh đẹp, mọi thứ để anh lo. Anh hứa sẽ không giấu em bất cứ điều gì kể cả số hồng, số đỏ. Anh không thể thay em chịu nỗi đau sinh con nhưng anh hứa sẽ trở thành một người đàn ông vững chãi, cho mẹ con em dựa vào. Anh có thể không phải người chồng tốt nhất nhưng anh sẽ nỗ lực để làm phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy tin tưởng đi cùng anh quãng đường còn lại em nhé." Theo Jin Tuấn Kiệt, những lời hứa này sẽ nhắc nhở anh làm tốt vai trò người chồng, người cha trong cuộc sống gia đình. Sau khi nghe những lời hứa của Jin Tuấn Kiệt, Ukka vô cùng xúc động ôm chầm lấy chồng, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến chúc phúc của hai bên gia đình. Hôm 6 tháng 9, Duyên Tuấn Kiệt lần đầu công khai chuyện tình với bức ảnh đính hôn cùng Puka, bạn gái hơn 5 tuổi. Sau 4 năm yêu, diễn viên dự định tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh cuối năm nay. Đông đảo đồng nghiệp trong làng sân khấu phim ảnh chúc mừng cặp nghệ sĩ. MC Đại Nghĩa người chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn cho biết, hạnh phúc với ngày vui của hai đàn em thân thiết. Và sau đó tối 19 tháng 9, Puka và Duyên Tuấn Kiệt đã chia sẻ toàn bộ buổi cầu hôn vào ngày 27 tháng 5, đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm yêu nhau duyên tuấn kiệt và puka đang chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới của mình tuy nhiên đoạn clip với đầy đủ khoảnh khắc ngọt ngào tình tứ trong buổi lễ cầu hôn giữa puka và duyên tuấn kiệt vừa được chính chủ tiết lộ vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng duyên tuấn kiệt cùng với những người bạn của mình tạo nên một cú lừa với mục tiêu tạo bất ngờ cho puka ekip đã tạo dựng hiện trường để lừa nữ diễn viên quay review trong một nhà hàng với mức giá 800 triệu đồng. Trong khoảnh khắc đầy xúc động, Duyên Tuấn Kiệt nói, hôm nay là ngày 27 tháng 5, chuẩn tròn 4 năm yêu nhau, thế nên anh quyết định dành ngày hôm nay cho em, chúc mừng kỷ niệm 4 năm của chúng ta. Chặng đường 4 năm của mình, em nhớ em đã nói rằng, hồi mới quen hổng biết chừng nào mình yêu nhau được 1.000 ngày, hôm nay đã là 1.460 ngày rồi, cũng nhiều hen. Hôm nay anh muốn hỏi em một câu, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Khi Diên Tuấn Kiệt chia sẻ, Puka liên tục hỏi ngược lại. Ủa người ta thường hỏi là em có chịu làm vợ anh không mà đúng không? Hay nhưng mà sao anh cầu hôn em hoài vậy? Rất nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc. Duyên Tuấn Kiệt cầu hôn Puka, nhưng MC Đại Nghĩa, Duy Khánh, Juju, Jun Phạm, Khánh Vân, Minh Tú, Cara Phương, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Chris Van, Mai Quỳnh Anh. Bạn bè của cặp đôi cũng đã không giấu nổi sự xúc động và hạnh phúc. Chỉ ít phút đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Phía Dưới bài viết, dân tình thi nhau thả tim để lại nhiều lời nhắn tốt đẹp đến Puka và Jin Tuấn Kiệt. Sau thời gian hẹn hò bí mật, tối mùng 6 tháng 9, Jin Tuấn Kiệt công khai cầu hôn Puka vào đúng sinh nhật tuổi 29. Theo chia sẻ, cả hai đã có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Diễn viên Puka đi du lịch Hội An, mê mẩn với tò he phố cổ. Hội An là một trong những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch miền Trung, không khó hiểu khi nhiều sao Việt đi du lịch đều lựa chọn địa điểm này check-in diễn viên Puka cũng không ngoại lệ. Loạt ảnh Puka chia sẻ mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian tham quan khám phá, chia sẻ kỷ niệm lưu lại tại đây. Puka là cái tên không còn xa lạ với fan Việt, đặc biệt là những ai thường xuyên theo dõi các game show truyền hình. Xuất thân là diễn viên sân khấu và được đào tạo bài bản, tuy nhiên Puka hoạt động mạnh hơn ở mảng game show Cat Web Drama theo đuổi phong cách nữ tính ngọt ngào, Puka lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp như hồi đôi mươi. Ngoài chăm chỉ đi show, Puka cũng dành nhiều thời gian đi du lịch tại các điểm đến nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Mới đây Puka khoe ảnh check in Hội An trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hội An vẫn luôn là lựa chọn ưa thích của các sao Việt và sao ngoại quốc bởi vẻ đẹp cổ kính khiến bao người đắm say. Thành phố cũng là top những phố cổ đẹp nhất châu Á. Hội An nằm ở hạ lưu của ngã ba sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng 30 cây số về hướng nam. Hội An không chỉ đẹp bởi những ngôi nhà mái ngói tường vàng, những dàn hoa giấy lung linh mà thành phố còn khiến dân xê dịch mê mẩn bởi nét thanh bình tĩnh lặng và êm ả, à, cùng với văn hóa bản địa đặc sắc, những công trình kiến trúc ấn tượng. Được biết chuyến đi này là chuyến đi nghỉ hè của Puka nhưng mãi đến gần đây, nữ diễn viên mới chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. Thời điểm cô nàng check-in phố cổ rất đẹp chứ không ảnh hưởng bởi bão Noru như bây giờ trời ngập nắng không gian cũng vì thế mà siêu thơ mộng. Puka dành nhiều thời giờ để check in tại quán có góc lồng đèn đỏ rực. Sau đó tham quan hết khu phố mới yên tâm. bắt gặp một hàng tò hè bên đường, Puka rất thích. cô chia sẻ những điều nho nhỏ lâu ngày gặp lại vẫn thấy dễ thương. với những ai yêu hội an chắc chắn sẽ không còn xa lạ với những con tò he bằng gốm màu nâu đất đặc trưng ở nơi này. nghề làm tò he ở hội an còn được biết đến với tên gọi khác là con thổi và thường xuất phát từ làng thanh hà. Tàu he được tạo hình đa dạng nhưng chủ yếu là 12 con rát, công, rùa, chim voi. Giá của một chú tàu he từ 3.000 đến 10.000 đồng. Vì giá rẻ nên rất được yêu thích và trở thành thứ quà lưu niệm phổ biến tại Hội An. Sau khi dạo quanh phố cổ, Huka ghé qua bờ sông Hoài, tranh thủ lưu lại vài bức hình chiêu chiêu. Đặc biệt, một trải nghiệm khi du lịch ở Hội An của Puka khiến cô phải thốt lên trầm trồ chính là show thực cảnh ký ức Hội An. Cả show diễn là bức tranh thị giác thực sự với sân khấu siêu rộng 25.000 m2, hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế, các màn trình diễn tuyệt vời. Puka cho biết thực cảnh ký ức Hội An quá đẹp, ngay khi chưa trình diễn sân khấu cũng đã rất đẹp và khi theo dõi các màn trình diễn cô đã nổi da gà vì quá mê mẩn. Puka du lịch Hội An lần này là chuyến vi vu riêng tư nên cô có nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Nếu bạn đang ấp ủ dự định vi vu Hội An, đừng quên lưu lại những gợi ý trong chuyến đi của Buka này nhé. Không cần cưới chồng giàu, Buka nay vẫn sống sàn chảnh. Buka là cái tên quen thuộc với khán giả trên sân khấu và màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên dần xây dựng được sự nghiệp thành công, từ đó tận hưởng cuộc sống sung túc. Sau nữ sinh năm 1989, tận từ chối kết hôn với người giàu có trong khoảng thời gian gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Trên trang cá nhân, Buka thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cực xinh đẹp nữ diễn viên 8 mít khiến phan suýt xoa trước danh sắc ngày một thăng hạng. Có luôn khoe được làn da trắng sáng mịn màng dù ở tuổi 33, gương mặt Buka khó lòng bị soi những dấu vết của thời gian. Thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Buka cũng châm chút cho cuộc sống cá nhân. Cô thoải mái tận hưởng những thú vui sang chảnh, du lịch và ở nơi dành cho giới thượng lưu. Song song với đó, sau nữ sinh năm 1989, còn đầu tư khoản trang phục phụ kiện đắt đỏ, Buka chẳng ngại mặc đồ hở hang để khoe trọn body nụt nà. Vượt qua được giai đoạn khó khăn, Buka hiện đã có cuộc sống đủ đầy, nữ diễn viên trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và được pha mong đợi sớm công khai chuyện yêu đương.